Xin chào cả nhà. Chào. Bữa nay sáng sớm hai anh em ba anh em mình có hàng cái sa hè rủ nhau đi chài kiếm mớ cá để anh em mình làm ăn cơm tại gia đình nhà của tôi. Xin mời anh em cô bác anh chị theo mình đi chài. Rồi đi anh em ơi. Ok. Nhà trời góc nào hôm nay giờ mình qua góc bên đó đi, góc bên đó đi. Lâu quá trời mà không biết tròn không đây. Mày băng nhẹ, mày băng mạnh quá, nó mấy sợ luôn á. Thấy không? Thấy gì chứ cũng 60 năm trong ngày mà. À, đây đây đây. Lưng nước đứng luôn. Rồi. Quăng quăng trong lưới nha. Rồi. Nó đẹp. Đang kêu dữ lắm rồi. Ủa, cái này chắc nhiều bọn rồi anh hai ơi. Ôi trời, hai bà lỗ gắt luôn. Thế là mình chạy vô cá cặp, mới cá cặp luôn đó sao? Trúng bánh rồi hôm nay. Trúng bánh rồi. Ôi quá nhiều rồi, tặng anh cái phụ không? Vừa bánh rồi cả nhà ơi. Rồi có nửa câu bên này, nửa câu nha, nửa câu bên nào nha. Rồi rồi. Quá cá rồi, không rồi bỏ rồi. Đây đây gỡ lên đi. Gỡ gỡ đi, gỡ đi gì cái bỏ ra đi. Bắt cái bụng đó 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 cá. Cá cá. Dễ lên. Cá bự ghê luôn trời. Anh kia luôn cái cô. Được tốt, lụm luôn. Bắt rô đi. Cá quá bự cả nhà ơi. Có chú ơi. Cá bự bữa nay khá. Đây lên nổi. Đây bự lắm chứ. Cái kia là lỡ quả ông chưa có đánh hết. Con quá con nè, dùng sức lên rồi. Anh ơi đưa mặt. Anh nhà ơi, cái rô bự quá nó dãy sạch da dính. Mày giỡn mặt với ông Năm, mày thấy khách, mày thấy tao chạy dưới đàm khách. Cái lỗ kia nè. Nhà bán trời đó khoảng hơn nửa ký rồi cả nhà. Giờ mình làm đi một cái trời nửa ký à anh hai ơi. Ngày chắc 5 con nửa ký à. Thôi giờ mình chài thêm một hai chài nữa đi ha. Để cho nó đủ chế biến được một hai món rồi anh em mình ăn cơm buổi sáng nha. Rồi. Rồi, cũng chín.
cá rô ngon lắm. Tôi bự không nè. Anh đi quá, đi quá, đi quá. Đi quá. Cá bự ngon nè, cá bự. Bự. Cá rô đồng này mình thả ở đây được bao nhiêu lâu rồi chú? Cũng rất lâu. Ở 5 tháng chưa chú? Ở đó. Cá này theo giá thị trường mình bắt ra bán cho bạn hàng là được nhiêu ký gì chú? Thường thì tới 50 hả? Dạ. Yeah. Mình nuôi cả 5 tháng mà cá này độ có khoảng bao nhiêu con một ký gì chú? Cá này không biết luôn. Có 4 con không? Ba con 4 con không? Ở đó không? Ba 4 con. Cá này. Yeah, đó vợ cá này. Đó cá này theo độ cá này lớn nha. Có khoảng gần 5 ngón tay mình nha. Cái gì? Thầy có hả? Thiệt luôn. Dừng dưới sọt nhiều. Khá ư. Đấy, cá đồ đổ mà nó xáo ơi. Mấy ơi. Này cá đồ lên, cá nó mắc hết mình, cá nó mắc luôn. Cá đồ bự. Dỡ lên mình dư dư cho bà con anh em quá. Mình đủ chế biến buổi sáng nè. Cá đồ. Dạ. Quá trời cái gô nhiều. Dạ, dạ, à, rồi. Cái cô em nó ra đi chắc này được rồi đó. Ra đi tôi quay phim cho. Nữa không nữa, đủ không? Đủ giờ không đủ rồi xin từ đó. Thì hết xui đi chứ giờ. Gô bự nè. Quá rồi, tròn quá tròn rồi phải luôn. Dạ, chuyên nghiệp mà. Thì có cá rồi nhỏ bông xuống luôn nha. Cả nhà. Này không bằng cày mới xài dựng anh hai rồi đó. Cái đất chế của chị đụng cái đất chế đó nha, không có kiềm chế nữa mà sao mà nói rồi tôi đang làm ăn mà kiếm chuyện hoài không biết. Tôi mất hàng hiếm đó, hàng hiếm luôn hả? Cái bỏ cái màu hả? Mày chạy lấy đôi dép ông Nam Khánh. Bên đây là Khánh, chỗ cái ấy là Khánh. Nó ngon. Ốm quá. Nó bự thì có bự mà nó hơi ốm. Dư chút xíu mày rửa giùm ông Nam cái Khánh. Ba chạy được cỡ này là anh hai. Thôi giờ anh em mình nãy giờ cũng chạy ba chạy được nhiêu cá rồi. Cái này có 2 ký mấy anh hai ơi? 2 ký mấy 3 ký ạ? Có 3 ký không? Bây giờ mình ngưng ha. Giờ mình vô mình làm đồ ăn lên đây. Làm đồ ăn cơm sáng ha. Rồi xin mời anh. Vô mình cải mới rau đi anh hai ơi. Rồi rồi. Mới rau nấu canh đi. Vậy là bây giờ là chú Hưng cái dừng bãi bẻ rau về anh ha. Rồi, giờ anh cầm anh em cầm cá chưa? Rồi rồi. Bây giờ có rau có cá rồi mình làm luôn đi. Rồi anh em mình bẻ rau đi ha. Dạ giờ không có đấy mình sao mất cái gì mất cả quý. Không chết. Đây cá rô đồng chút xíu mình nấu canh rau dền nha. Mình có mới rau dền rồi, thôi giờ anh em mình theo tôi đi bẻ một mới rau ngót nữa nha. Đây cả nhà ơi, rau ngót cũng ở ngoài bờ hầm. Rồi mình nãy bẻ được một số rau dền rồi, bẻ thêm một mớ rau ngót nữa để mình nấu canh cá rô. Cả nhà thấy không, ngon không? Đây cho
Bây giờ theo từ sáng giờ anh em mình chài ngoài hầm sau đó được mớ cá này, thu hoạch cũng được như đây nè cả nhà ơi. Cá rô cũng khá bự à. Mà cỡ 3 kg anh hai ơi. À theo độ cỡ 3 kg hơn 3 kg chú ơi. Tại vì bãi hồi sáng giờ thấy cá rô này mình cá rô đồng này rồi mình làm chế biến được theo, món gì đi chú ơi? Theo mình làm hai món canh với kho đi. Mà giờ mình cũng có rau mới rau đồng nè. À. Thôi giờ là có rau ngót, rau dền, bông súng. Bây giờ theo mình kho kho lạc đi. Kho chấm bông súng còn canh thì nấu với rau dền đi. Rau dền. Rau dền với ngót vậy thôi cả nhà. Theo mình bằng cá rồi chế biến hai món ăn nha. Xin mời. Sáng giờ anh em cũng có phù hợp với mình đi ra ngoài hàm chài được mớ cá rô, rồi cũng giúp mình bằng vừa xong. Bây giờ anh em mình đem ra đây là trước là nấu canh. Nấu canh ngọt là rau đó là bùn ngót với rau dền. Là một món với món thứ hai là mình cá rô kho tiêu rồi chấm ăn kèm với bông súng. Giờ anh em mình theo em khử trước đó là khử mỡ tỏi bỏ cá vô để mình nấu canh. Canh trên hai cũng xong rồi, bây giờ xong rồi chứ bây giờ mình cho vô nước sắp sắp cá để mình nấu cả nhà ơi. Tính ở tính ở quê này là dễ sống ha. Đúng rồi. Sáng quần mớ rau kiếm mớ cá là mới sống cả ngày rồi. Sống cả ngày khỏi đi chợ mua chợ rồi. Mình ở miễn sống ở chợ thì tốn tiền, ở đồng quê cũng đỡ hơn. Cứ mùi tỏi với mỡ đó ở dưới nhà dưới bãi với chú Hân nhà kiểu đói bụng không? Nghe là đói bụng rồi nè. Ta thủ đi. Chứ từ sáng giờ mình đi chạy rồi cũng lâu rồi anh hai ơi. Trời cũng đói bụng rồi. Cái thời gian mình chờ đợi cái nồi canh nó sôi. Giờ mình đổ cá vô đây mình ướp cho nó thấm. Trước tiên mình đổ cá vô cái nồi. Cái nồi này mà được nồi đất rồi đó kho cá ngon lắm anh hai. Nói chung ra bây giờ thì nó xài ba cái nồi xanh này không à, nồi đất mình cũng không nhớ mà đó là thường là nồi đất nhiều. Sau này mới ra nồi nhôm rồi. Bây giờ là mình ướp cá cho nó thấm. Cá trứng không ha, cá ngon. Cá này mưa xuống là đẻ đó. Tiên em cho mượn bột ngọt. Hạt nêm. Mượn hạt nêm. Được. Nửa muỗng. Tiếp theo em cho một miếng nước màu vô để cho có màu cho nó thấm đều với màu vàng vàng cho đẹp mắt cả nhà. Rồi em trộn đều lên. Mấy ngày nào mới đi sợ đây anh mấy? Cả lúa rồi. Chưa có lịch nữa. Cá này trứng không anh Chính? Dạ. Ngon không? Cá này nhìn thấy dẫn quá, trứng này quá. Rồi cả nhà bây giờ thời gian chờ nồi canh thì mình để cho nó thấm cả khoảng 10 phút 15 phút đi rồi mình mới kho. Cả nhà ơi, nãy giờ thì nồi canh mình nó sôi rồi, giờ mình chiên bọt nha. Rồi. Đó. Em mỗi phút mấy lần mình bỏ được. Cả nhà ơi, giờ mình vớt bọt cho cá nó mềm đi rồi mình bỏ rau vô. Bỏ mấy lần nữa, 2-3 tháng nữa mà.
quá là dựng bãi luôn, cá về săn lại trứng với cá thật nó nở ra thơm quá dựng bãi ơi. Cá nứt chưa thầy? Nứt rồi, thời gian mình chờ đợi đó, cá vớt bọt xong rồi bây giờ mình đi lại thử miếng để cái mùi vị nó có mặn lạc hay hoặc là gì không, mình thêm cái gia vị. Được không thầy? Cái này thêm cả muỗng đường nữa chú Hưng ơi, cũng chưa được ấy hung. Rồi đây anh Bảy mai tiếp tục đi làm lại anh Bảy, mai làm lại mình anh em mình xúm xích nhờ của bữa chủ nhật anh Bảy. Chứ dạ, mấy bữa khác thì anh em đi đâu đâu cũng đi làm rồi hết. Cái nghề bà con của mình bây giờ là chủ yếu sống nghề nông. Với thêm giờ anh em có đất ruộng thì làm nghề nông, còn không có thì mình làm các nghề như thợ hồ hoặc là mình làm các thứ. Chỉ có cái là chỉ có ngày thứ bảy thứ nhật em không có ruộng ở nơi em đi em có nghề em đi bằng nghề không hồ không anh hay ơi. Thì giờ anh em mình giờ chỉ thứ bảy thứ chủ nhật là anh em mới có mặt với nhau được đi đây ăn uống vậy. Nói chung được tuần lễ được nhờ bữa chủ nhật chờ được canh nó sôi lên, cá nó cũng chín rồi, bây giờ mình để rau vô nghe cả nhà. Canh rau là hết sảy rồi, thấy là ngọt ngào đó. Rau với cá là thấy quá rau rồi, rau quá non cả nhà ơi. Rau dền nấu cá rô, rau đồng rồi cá rô đồng nó thứ gì chịu nổi. Anh ấy nên thấy miếng ấy ngọt anh ấy. Để cho rau nó chín rồi nhắc xuống rồi. Anh em là em rau dền này nắng mà còn ngon kia, mà mưa còn ngon dữ nữa. Cái rau dền này với rau ngót này mà nấu canh cá rô đồng này nếu mà ăn đến láng vợ luôn. Không ngủ luôn anh này. Trời kỳ vậy. Đi ngang không ngủ vợ luôn. Quá mát. Mát quá rồi. Thầy Dương Bảy có ý kiến gì đúng không Dương Bảy? Quá mát. Có gì ủng hộ anh hai nghe, nghe câu nói đó, ủng hộ anh hai nghe láng láng nha. Rau ngót rồi rau dền rồi cải trời rồi thôi là thứ gì chịu nổi. Là ăn chỗ này tối đang ngủ khỏi đợi đón luôn rồi. Rồi. Đi ngay. Canh chín rồi. Ê, mình nhắc cái nồi canh xuống với đặng bắt cái chảo cá kho lên. Giờ đây, bỏ xuống đây mình nêm lại một lần nữa. Canh bỏ cái chảo cá kho lên. Đây. Nãy giờ trong vòng 15-20 phút cá nó cũng thấm rồi, giờ anh bắt lên kho cả nhà ơi. Mình kho cái này kho tiêu, rồi ăn với cơm, với ấy này kia là ăn thêm miếng canh rau ngót nữa. Cứ duy bằng phải không chú ơi? Nói chung thật là giờ ăn không còn không bằng gì đó hồi đó nữa anh ơi. Giờ cá thì ngon hơn. Cái gô này muối xả đồ chiên đi đồng đi ruộng rồi cũng cơm cũng ngon lắm anh này. Muối vừa vừa ăn không ấy chút là chiên đem đồng đi làm ruộng này kia đó mình ăn theo. Nói chung ra là cái món này là em đi làm nó cũng đem theo cái gô chiên đồ. Đó, giờ nó sang lại rồi cả nhà, mình đổ miếng nước vô sát ngay dưới nhà anh Sáu chút nè. Anh Sáu có gặp mà anh Xui đó với anh Sáu đó là bạn gì ruột luôn á. Không, có em có gặp lần anh đi quay sửa xe lên hay. Đúng rồi đó. Đúng rồi, mình có nhau lần rồi đó. Mà anh uống đâu ly ly rảnh ra anh về. Đi sao chạy xe xa. Chạy xe xa. Cũng không ấy luôn. Bữa đó còn chuyện gì đó anh về. Bữa đó chuyện không nổi gì rễ anh, mà sao chịu nổi với anh Xui đâu được. Thôi chuyện gì nổi. Em là lâu nhiêu. Em uống giỏi lắm, chừng xị xị mấy em xỉn rồi anh ơi.
Anh sao? Em phải chơi lắm mà. Như nào mà chừng hai trai mới xỉn được chứ. Em thì phải chơi phải vui vẻ lắm. Ra nói là rảnh chơi vui vẻ, có khi bốn anh em mình lít nó cũng sai cũng chừng. Có khi mình uống bốn người bốn chai cũng không chừng. Ngộ gì đó đó. Không được. Thấy không? Thấy hấp dẫn không? Anh em mình chút xíu nữa hai trứng nhỏ thì ăn trứng bự nha. Cho nó bổ sung tiêu. Chết luôn quá. Cá giờ nó cũng kẹo rồi cả nhà anh em ơi, giờ mình bỏ hành vô cho nó thấm vô cá với cho nó thơm thơm với miếng ớt nha. Đây. Đó. Đó, cả nhà ơi, làm có tay nghề quá ha. Nói chung ra mình là hai lúa nông cũng không giỏi gì không, nhưng mà được con cái là nấu đồ ăn cũng được. Rồi giờ canh chín, cá kho nó cũng chín rồi. Giờ anh em ơi, mình tắt bếp để xuống là mình múc ra, dọn ra anh em mình dùng cơm cả nhà ơi. Sáng giờ mình cũng có nấu canh kho tiêu xong rồi, giờ mình mời cả nhà dùng bữa cơm với gia đình mình. Mời cả nhà. Rồi mình mời anh em mình dùng bữa cơm. Cả nhà nghe ăn cơm cá rô đồng nấu canh rau dền. Cơm với gia đình nghe. Mời cả nhà ăn cơm với gia đình mình nghe. Mời cả nhà. Ăn lên em gái, ăn đi chứ. Cái gì vậy mày? Em làm miếng rau dền đây. Cái này là mình chấm với nước mắm tỏi ớt nha cả nhà. Chị giờ vậy mày ơi. Chị bảy cam chị hai kéo tô qua bển. Không có xích vô để chị xích vô. Chị không có xích vô. Quá thơm chị bảy ơi. Thơm mà. Chị hai, chị hai. Hả? Chị muỗng gì đó đó. À. Chị hai. Sao bự này chị hai. Để anh gấp cho chú Hưng con cá rau đồng mình ăn với canh bùn ngót với rau dền ăn. Cảm ơn rồi, này mình thấy độc ngọt anh ơi. Rồi. Ngay rồi. Để cảm nghĩ cái anh hai nấu nồi canh này sao rồi mình phát biểu luôn như vậy tự nhiên ăn. Đó. Chấm cho chấm kiến đi. Chấm như nước mắm đồng nữa là cho anh hai có ý kiến rồi. Quá ngon anh hai luôn. Quá ngon cả nhà ơi. Mời cả nhà. Em thưởng thức cái món của anh hai nấu giờ. Trước tiên là cho bà xã thử cái món cá rô kho tiêu. Đây, đã thử miếng cho anh cái cảm nghĩ cho bà xã. Cái rô đồng kho tiêu quá thơm à, ngon. Làm miếng mùi ngót lên thôi, còn cái không? Đây, dì Bảy, thử miếng cá anh kho tiêu về thì cho cảm nghĩ anh em mình đây. Quá bùn ngọt quá ngon. Lỗi anh ơi. Bùn ngọt với gầu dền. Ngọt ngay luôn á. Có gì bằng cá rô kho tiêu. Quá ngon. Vô đi vô bán. Anh mạnh vô bán. Quá ngon rồi. Làm kèm thì miếng ớt nữa. Đó. Thử miếng ớt rồi. Nãy em hỏi miếng ớt. Em có chai từ đó không ăn. Dạ. Anh hai nấu được tốt rồi. Trời chết anh hai ơi. Trời không cùng anh hai ơi. Cài nữa hả? Trời ống cục luôn. Dữ lắm rồi. Cho bà xã anh nhường cho cặp trứng với bà xã ơi. Em xin phép ăn trứng nè. Con cài dữ lắm anh này ơi. Hả? Con cài. Cái cháu rượu ngon. Có ý kiến gì với cái nồi canh anh nấu bữa nay gì bãi gì chính? Dạ. Chảo kho tiêu nè. Canh nó thì nó thơm rồi nó ngon, nó cá nó béo. Còn cá kho để em ăn thử miếng à. Rồi cái cảm nghĩ sao, có mặn lạc ngọt gì không? Vừa ăn không á là sao chứ anh có kiến rồi. Vừa ăn luôn. Dạ, vừa ăn luôn. Bà bảy ăn kem ăn ngon quá không nói nên lời luôn. Quá trời rồi, chan canh miếng canh mới được. Canh cho nó
Nếu mình ba cái cũng được rồi, ăn được. Bảy anh kem dùng bảy đó đúng mà không nói lên lời luôn. Quá ngon không nói lên lời luôn. Giờ mà làm miếng cá kho. Em làm miếng cá kho. Chị cái nhà ăn cá kho mà cái nhà ư. Quá ngon rồi, quá béo rồi. Cái trứng cá gồ này cái nó ăn cũng tự cái trứng cá lóc ha. Béo ha. Ừ, béo. Nắp đũa rồi vàng thôi. Đó. Nó ngọt khó xảy luôn mà nó thơm. Cái món nào cũng ngon. Quá cá à. Ừ, quá cá. Theo cảm nghĩ thì nếu mình đang cái này phải có chừng nửa liều đế vô cái nó không ấm hay chú Hưng. Cái này có chừng vài ly ngon anh hai ơi. Ấm lòng đi. Thử cá kho nha. Đó đi bả thử. Cặp ăn đi cơ. Dạ. Rồi này chị hai. Ờ tới rồi. Nguyên luôn đi. Lấy ăn mặn mặn giấy ha. Còn ngay à. Ừ. Nước này này dưới. Cá nước nè. Gặp tôi chứ này. Không sao sao chứ qua. Chú qua ngọc chú đi. Chú qua chính chú đi. Để sao tôi nghe tôi cười. Đâu rồi. Không mà thì mình thấy hơi ngọt thì thấy ngọt. Cái này canh nói chung ra là cá đồng. Ngọt cá rau. Ngọt rau chị ơi. Ngọt rau. Cái này ngon từ cá mà ngọt từ rau nè. Nó chứ không phải rau. Trời ơi, nó chứ đâu bằng. Đúng rồi. Thành phố nó không có mình. Cái này theo cảm nghĩ thằng Đồng nghe, mày có ăn được không? Có ngon không? Có thể có dùng miệng không? Anh hai nóng hết tẩy. Chứ đừng nên lạnh như trời. Lạnh chết luôn. Có thằng Đồng luôn đó, cái đó thằng Đồng luôn á. Lạnh anh hai, bắt anh hai vô biết quà chết luôn á. Dạ, em cảm ơn anh hai. Anh em được như gia đình mình nha. Ngon rồi. Đắp mưa đó đi, nãy chạy cực cổ đó. Nãy chạy như bẻ rau cực cổ đó. Ăn nhiệt tình đi. Chú ai dưới đây chị bới nha. Dạ. Nè. Clip mình đến đây đã kết thúc. Nếu cả nhà xem video của tỉnh miền Tây, nếu thấy hay hãy cho tỉnh miền Tây một like và một đăng ký. Xin chào, hẹn gặp lại. Hẹn lại video sau. Rồi bây giờ cái tiếp nha. Nhớ đăng ký kênh cho mình nha.